Bộ Y tế đưa ra hướng dẫn thực hiện khử khuẩn phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới như sau. 1. Đối với nơi ở, nơi làm việc, trường học, nơi lưu trú, hộ gia đình, khu chung cư, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, ký túc xá. Thực hiện tốt vệ sinh môi trường khi không có người mắc hoặc nghi mắc COVID-19. Khi có người có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19, đau họng, sốt, ho, khó thở hoặc được xác định mắc COVID-19 hoặc nơi ở, nơi lưu trú được sử dụng để cách ly người mắc COVID-19. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn hàng ngày các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc như sàn nhà, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy nếu có, vòi nước, nút xả bồn cầu, mặt bàn ghế, khung giường, tủ quần áo, bàn phím. Biện pháp thực hiện: dùng khăn lau thấm các chất tẩy rửa thông thường hoặc các dung dịch khử khuẩn chứa 0,05% clo hoạt tính hoặc cồn 70%, lau các bề mặt cần lau theo nguyên tắc từ chỗ sạch đến chỗ bẩn, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Nếu sàn nhà hoặc bề mặt vật dụng bẩn, cần làm sạch sàn nhà, bề mặt bằng xà phòng và nước trước khi khử khuẩn. Sử dụng khẩu trang, găng tay cao su, kính bảo vệ mắt khi thực hiện vệ sinh khử khuẩn. 2. Các nơi công cộng như trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng. Thực hiện tốt vệ sinh môi trường hàng ngày, lau các bề mặt thường xuyên tiếp xúc bằng các chế phẩm tẩy rửa đa năng. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc trong trường hợp có người, nhân viên, khách hàng được xác định mắc COVID-19. Biện pháp thực hiện như hướng dẫn đối với nơi ở, nơi làm việc. Nội dung trên nằm trong chiến dịch truyền thông phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do Bộ Y tế phát động với chủ đề Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh năm 2022.